Những thách thức trong việc xử lý đạo cụ sẽ tiếp tục là cơ hội để các đội thi bước ra khỏi vùng an toàn của mình tại sàn đấu vũ đạo. Một Kelly trưởng thành trong thử thách chiếc hộp. Cái điệu nhảy ba lê, wow, thì rất là dũng cảm. Một Dương Đô Bích lột xác ngay trở lại với thử thách dây. Thực sự có làm gì bất ngờ. Nó rất là sâu sắc và nó rất là nghệ, còn đánh vào cái cảm giác của khán giả. Đây là một cái ý tưởng cực kỳ tốt. Hồi ức về giấc mơ tuyết trắng của Dennis Đăng với dù. Dễ thương dã man luôn. YouTube muốn cười thôi. Anh thấy anh là người may mắn được xem hôm nay. Nguyễn Thùy Linh khai phóng bản thân với thử thách nhạc cụ. Em mang cái ballroom culture quá máu, quá siêu. Thực sự quá là xứng đáng của em ơi. Và máy âm nhạc cùng câu chuyện không chỉ của riêng cô. Những ai đã muốn trở thành celeb, đang là celeb, đã từng celeb, ai cũng từng trải qua những giai đoạn giống như thế. Em vẫn còn e dè, chưa quen biểu đạt như thế nào. Thì câu chuyện của mọi người nó chạm được vào trái tim không chỉ của người celeb. Phương trình diễn nào khai thác đạo cụ trọn vẹn nhất? Đội thi nào thuyết phục được giám khảo khó tính John Huy? Và đội thi nào chiến thắng để giành lấy đặc quyền hấp dẫn của chủ đề đạo cụ? Đón xem trong tập hôm nay. Bảo hiểm FWD và Ngân hàng Vietcombank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Yeah, yeah, yeah. Woo. Thành Duy và Tuyền Thanh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình sàn đấu vũ đạo mùa giải thứ hai với tên gọi Best Dance Artist. Đây là chương trình về nhảy múa hay nhất và hấp dẫn nhất trên sóng HTV, sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, sàn đấu vũ đạo mùa thứ hai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành đến từ Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Tuần trước chúng ta đã được theo dõi những phần trình diễn hết sức bùng nổ của các đội chơi đầu tiên xử lý chủ đề về đạo cụ. Và tuần này những đội chơi còn lại sẽ mang tới điều gì đặc biệt, tất cả chỉ có tại sàn đấu vũ đạo. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một đoạn video clip để xem là các đội chơi họ đã bốc thăm đạo cụ như thế nào. Xin mời. Ba cái tập đầu mà cái sự bốc thăm của em nó không ổn lắm nên là lần này em sẽ để cho vị bốc thăm đi. Mong cái gì đấy nó dễ một tí nha. Cho bàn tay của Jay cho. Bốc đấy, lì xì ngày Tết à? Cầu mong là với bàn tay của Dương thì sẽ bốc vào cái gì đấy nó không là bài toán khó lắm. Xin mời em. Đừng bốc một cái gì mà nó kiểu khó. À, cái này xem nào. Đây đi. Cái này đi. Ok. Cây dù. Ô, chiếc ô cây dù. Ô. Dây. Wow. Em đọc. Cái gì? Cái hộp. Cái hộp á? Thực sự đấy, cho em đoán đấy. Đi. Nhạc cụ. Như thế nào? Ui, thực sự là quả bóng. Ui. Tuyệt vời, không phải dạng vừa lắm nha. Bóng gì đây? Bóng đèn, bóng đá, bóng bay, bóng chày, bóng chuyền. Chắc chắn bọn mình sẽ mang đến tiết mục với quả bóng rổ. Mọi người cùng chờ đón xem nhé. Thưa quý vị, sàn đấu vũ đạo đêm thi tiếp theo đã quay trở lại. Hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với các thành viên trong ban giám khảo. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của giám khảo xuyên suốt, diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất Minh Hà. Biên đạo John Huy Trần. Và thưa quý vị, ở
ở mỗi tập của sàn đấu vũ đạo, với mỗi một chủ đề chúng ta sẽ cùng chào đón ở vị trí của giám khảo khách mời một nhân vật đặc biệt, và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của một nam ca sĩ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và đặc biệt là kỹ năng vũ đạo, không cần phải bàn cãi quá nhiều, và xin được chào đón sự xuất hiện của nam ca sĩ Trọng Hiếu. Và ngay bây giờ sẽ là tiêu chí chấm điểm của chúng ta. Kết thúc mỗi màn trình diễn thì các đội chơi sẽ nhận được số điểm được chấm công khai từ ban giám khảo có mặt tại trường quay này. Và số điểm của ban giám khảo sẽ tương ứng với 55% tổng số điểm. Trong đó giám khảo Minh Hằng chiếm 20%, giám khảo John Huy Trần chiếm 20% và 15% thuộc về giám khảo khách mời. Và 45% còn lại sẽ thuộc về hội đồng bình chọn, được chia đều cho 3 hội đồng với 15% mỗi đại diện. Sau tổng cộng là 9 tiết mục dự thi ở vòng thử thách với chủ đề đạo cụ, thì các thành viên của hội đồng bình chọn sẽ bắt đầu bình chọn cho 5 tiết mục mà mình yêu thích nhất với thứ tự như sau. Đó là đội được yêu thích nhất sẽ nhận được 5 điểm bình chọn và giảm dần về sau. Như vậy thì đội được yêu thích sau cùng thì sẽ nhận được 1 điểm bình chọn. Và điểm của hội đồng bình chọn cũng sẽ được quy đổi theo thang điểm là từ 10 giảm dần xuống 8 với khoảng cách là 0,25 điểm. Cũng xin được nhắc lại với quý vị là đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ không có đội chơi nào bị loại. Tuy nhiên, đội chơi có số điểm cao nhất từ ban giám khảo cũng như là hội đồng bình chọn sẽ nhận được một đặc quyền, đó chính là sắp xếp thứ tự thi của các đội thi trong đêm tiếp theo. Và thưa quý vị, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, hãy cùng với chúng tôi đến với tiết mục dự thi đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời! Với đạo cụ đã bốc thăm ngẫu nhiên chọn được, đó chính là dây. Hãy cùng chờ xem sự quay trở lại lần này của Dương Tomic và Hải 2D. Các bạn ấy sẽ giải bài toán này từ sàn đấu vũ đạo như thế nào nhé. Còn bây giờ sẽ là Dương Tomic và Hải 2D. Thì mình bốc được đạo cụ dây. Khá là áp lực bởi vì dây thì nó khá là rộng, có rất nhiều thể loại dây, rất là nhiều chất liệu. Nếu mà các dancer và Dương mà không xử lý tốt ấy, thì nó rất dễ bị rối, rất dễ bị lỗi, bởi vì là dây nó rất là nhiều cái biến chuyển trong khi mình biểu diễn. Với phần thi bài dây này thì team Dương Tomic và Hải 2D đã lựa chọn là hai loại dây để kết hợp với nhau, là dây thừng và dây thun. Còn về nhạc thì đã lựa chọn một bài khá là deep tên là Hold On. Hải nghĩ đấy là một bài hát rất là hay. Khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ có rất là nhiều cảm xúc với âm nhạc đấy. Hải đã quyết định chọn hai loại dây, một là dây thừng, hai là dây thun. Bởi vì cái hai loại dây nó có cái tính chất khá là khác nhau. Cái dây thừng thì rất là chắc, và cái dây thun thì nó lại khá là mềm, nó lại co giãn, và nó thể hiện cho hai cái ý nghĩa trong cái bài diễn của Hải. Còn nội dung bài chiều sâu đến đâu thì mọi người mong chờ đón chờ màn trình diễn của team Hải 2D và Dương Tomic ở trong vòng đạo cụ này nhé. Khi đến vòng đạo cụ ấy thì cái đạo cụ ấy nó phải là một cái gì đó nó xuyên suốt, nó gần giống như là một diễn viên trên sân khấu, nó sẽ đi kèm với mình, nó sẽ gần giống như là một bạn diễn với mình, và mình phải hiểu về nó. Cái điểm nhấn của cái đạo cụ dây trong bài của mình và anh Hải đó là dây sẽ biểu hiện cho cái tính cách, cái nhân vật đó, cái tên nhân vật trong cái bài, để toát ra được cái ý nghĩa. Chắc chắn khi quay trở lại ấy, thì cái nhìn, những cái nhận xét của mọi người và cách nhìn của mọi người với team sẽ càng khó khăn hơn. Tất cả mọi người sẽ phải mong chờ một cái sự trở lại nó phải rất là ấn tượng. Mình sẽ cố gắng làm cái gì nó sẽ sâu sắc hơn, tiếp cận với trái tim, tới tâm hồn của mọi người nhiều hơn. Mọi người hãy cùng đón chờ. Loving and fighting, accusing and denying,
I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made of. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me. Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. Long endless highway, you're silent beside me. Driving a nightmare I can't escape from. Helplessly praying, the light isn't fading. Hiding the shock and the chill in my bones. They took you away on the table. I pace back and forth as you lay still. They pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me. Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. I know I'm not that strong. Thưa quý vị, và đó chính là Dương Châu Mít và Hải TD với sự hỗ trợ đến từ Thai Team trong phần trình diễn của mình. Yeah. Mọi người ơi, hãy dành cho bạn ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt vì cái sự hy sinh vừa rồi trên sân khấu của sàn đấu vũ đạo. Đó chính là Dương Đô Mích và Hải Sư Đi. Sau khi mà trình diễn xong phần thi đạo cụ thì mình cảm thấy khá là sảng khoái, có một chút hồi hộp, nhưng mà bây giờ thì đã thoải mái hơn rất nhiều. Chị xin chúc mừng màn trình diễn của hai em. Khi mà chị nhìn thấy cái đạo cụ mà em bóp thăm đó là dây thì chị rất là hứng thú và đang đợi chờ. Tại vì chị đã được xem rất là nhiều màn biểu diễn mà đạo cụ là dây. Dây nó khó xử lý. Một sợi thì nó không tạo nên một cái điểm chấm phá gì cả. Nên là mình phải rất là nhiều cái sợi dây liên kết với nhau. Chị biết chắc chắn là tụi em sẽ sử dụng rất là nhiều dây. Nhưng mà sử dụng như thế nào thì thực sự có làm chị bất ngờ. Đây là một cái ý tưởng cực kỳ tốt. Đoạn đầu khi mà Dominic nhảy với lại đoạn dây thần với lại bài Tenzer, chị thấy vẫn còn hơi hoang mang một chút xíu, nhưng mà có thể chấp nhận được vì cảm xúc của em nó đủ đầy. Chỉ tiếc một đoạn duy nhất, đó là khi mà em ngồi một mình ở bên đây á, mà đợi các bạn dancer qua để làm tiếp cái part 2 á, thì mình hơi bị đợi quá. Yeah. Nếu ở đoạn đấy mà mình xử lý cảm xúc, mình chọn một vài cái động tác đương đại vào, khi mà một mình á, mình có rất nhiều động tác hay để cái biểu đạt cái cảm xúc của một bài hát Hono này, chị hơi bị tiếc ở đoạn đó. Nếu đoạn đó mà mình có xử lý thêm một vài thôi chứ không nhiều đâu, nhưng mà nó sẽ làm cho cảm xúc của bài mình nó gắn chặt hơn giữa phần 1 và phần 2. Xin chúc mừng cho em. Theo lời nhận xét của chị Minh Hằng thì mình thấy là cũng đúng. Lúc đầu mới vào thì có thể mình hơi có một chút hồi hộp, và dần dần thì mình phải lấy lại được cái cảm xúc đúng với cái cảm xúc trong bài và thể hiện được cái cảm xúc đấy. Chị nghĩ là đơn giản là mình sẽ phải tập nhiều hơn. Đúng, cái dây là một cái đầu cụ rất là khó. Lúc Dương Domic đang ngồi
ở đây anh cũng chờ. Anh cho là ok, có thể sẽ có một cái gì rất là hay. Xong mình thấy mấy bạn dancer xuất hiện. Ok, chắc bạn dancer sẽ qua kết nối với Dương Domic. Và sau đó mấy cái động tác tụi em chọn nó cũng thường. Cái dây nó thun. Anh thấy cái thun mà anh không có cảm nhận cái sự căng với cái dây. Cảm xúc trong cái bài thì cao. Mấy cái hình ảnh tụi em đã chọn với cái đầu cụ nó đẹp. Nhưng mà cái cảm giác với cái đầu cụ anh không có feel được. Thể loại này là thể loại đương đại và nó là thể loại của anh John Huy, nên anh John Huy rất là nghiêm khắc. Phần mà mình không hài lòng nhất thì thể là cảm xúc của mình chưa đủ để chạm được đến các anh chị ban giám khảo. Cái động tác của Dương Domic lúc đầu lúc nhảy với bạn nữ thì đẹp, mấy cái động tác tay chắc, rất là chắc. Nhưng coi chừng tại chừng nào mình thử nghiệm một cái thể loại nó không phải là cái chính của mình đó, mình phải rất là kỹ với mấy cái động tác. Xin cảm ơn chia sẻ đến từ giám khảo John Huy Trần. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón phần chia sẻ đến từ giám khảo khách mời ca sĩ Trọng Hiếu. Dương là không phải là chuyên gia về contemporary đúng không? Ừ. Nhảy đương đại. Nhưng mà Dương đã dũng cảm thể hiện được cái điệu nhảy đó. Khi mà mình nhảy một cái điệu nhảy nào mà mình không chuyên thì mình phải tập rất là kỹ. Và những cái động tác mình phải rất là điêu luyện để mình không phải nghĩ về những động tác nữa. Thì hôm nay thì Hiếu thấy là Dương còn chưa truyền được cái cảm xúc với cô gái. Nó bị thiếu cái chemistry, bị thiếu cái phản ứng hóa học. Phản ứng gì anh? Phản ứng hóa học. Hóa học à? Giữa hai người, nghĩa là Hiếu chưa cảm nhận được cái thông điệp và cái tình cảm mà Dương dành cho cô gái đó. Có thể là tại vì là mình chưa được tự tin với những cái động tác đó. Nhưng mà Hiếu phải nói là về cái tổng thể thì Hiếu lại thấy nó rất là bắt mắt và rất là cuốn luôn. Đúng rồi, ý tưởng tốt lắm. Chỗ nào nó cũng có cái gì nó xảy ra. Và ok, bên này thì Dương đang chờ đi thì là mình lại liếc ra bên anh Hải thôi đi. Thì Hiếu thấy là rất là cuốn. Dương có biết là Dương đang làm việc và đang thi cùng với một trong biên đạo đỉnh nhất của Việt Nam không? Yeah. Không, anh Hải thôi đi, anh không cần khiêm tốn như thế đâu. Đấy là thật sự là cái cảm giác của Hiếu. Tại vì là những cái phần trình diễn mà anh làm ấy, nó rất là sâu sắc và nó rất là nghệ. Nó rất là kiểu cái cảm xúc, cái cảm giác đúng không? Chính xác. Yeah, ok. Và nó đánh vào cảm giác đúng mình ấy. Đúng, yes, đúng là cái thành công cái về cái điều đó diễn, phần trình diễn phải làm thế là nó đánh vào cái cảm giác của khán giả. Và với cái phần trình diễn này thì Hiếu cảm thấy rất là hay. Yeah. Chi tiết. Xin được cảm ơn phần chia sẻ đến từ giám khảo khách mời Trọng Hiếu. Dạ vâng, không cho em xin phép chia sẻ. Dạ. Khi mà em vào chương trình thì em mới bắt đầu làm việc với anh Hải. Khi làm việc thì em phải thực sự là em ngợp với sự khó của anh Hải đưa cho em. Nhưng mà với một người nghệ sĩ trẻ thì em đón nhận những cái điều mới của anh Hải đưa cho em một cách tích cực, là em mạo hiểm với những điều mới để em biết được bản thân em cần phải làm gì, cần phải cố gắng như nào, hoàn thiện bản thân từng ngày để trở thành một nghệ sĩ tốt hơn và hoàn thiện hơn trong tương lai. Hey. Yeah, thật sự rất là đáng trân trọng. Và đặc biệt là thế hệ nghệ sĩ trẻ của chúng ta, họ khát khao, họ không ngại dấn thân để có thể khai phá bản thân mình. Và giống như một Dương Domic đã quay trở lại và hoàn toàn khác với đương đại ở trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe nhiều hơn nữa những góc nhìn đến từ hội đồng bình chọn đang có mặt tại sàn đấu vũ đạo ngày hôm nay. Xin được chào đón đại diện truyền thông, xin được chào đón chị Nghiêm Ngọc ạ. Mình khá là ngạc nhiên vì trong cái buổi trở lại đầu tiên thì các bạn lại chọn một thể loại với mình nghĩ là nó là một thể loại rất khó, là đương đại. Thì với mình, đương đại thì nó không chỉ yêu cầu cao về kỹ thuật mà nó còn yêu cầu cao về cảm xúc nữa. Thì mình thấy Dương chưa đủ cảm xúc khi mà diễn chung với bạn nữ. Đoạn đầu nó rất là đẹp nhưng mà sau cái khúc mà bạn ngồi nghỉ ở giữa này thì cái đoạn đằng sau bạn diễn mà không đủ cảm xúc và bạn không đủ cái sự mãnh liệt với cái bạn diễn nữ này. Có một cơ hội nào đấy bạn diễn lại tiết mục này thì bạn đưa nhiều cảm xúc hơn, cho mình thấy cái sự giằng xé, sự đau khổ, sự vật vã gì đó thì mình thấy tiết mục sẽ tốt hơn. Xin được cảm ơn những góp ý đến từ chị Nghiêm Ngọc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ đến từ biên đạo Nghĩa Trần. Đương đại á, nhiều người nghĩ là phải thể hiện cái cảm xúc bằng cách là phải rất là đau khổ, thể hiện rất là nhiều ở gương mặt. Nhưng mà đương đại á, nếu mà mọi người muốn sâu hơn thì cảm xúc mình nó phải thể hiện bằng cái cơ thể nhiều hơn, chứ không phải là cái bằng cái gương mặt, cái diễn xuất nhiều. Thì thật sự cái đó là một cái thử thách cho Dương, tại vì mình mới tập đương đại mà, đúng không? Cái phần đầu của hai bạn thì đang bị thiếu cái đó nhiều. Còn về phần đầu cụ thì oh wow, nó rất là tốt rồi. Nhất là cái phần dây trắng á, nếu mà mình khai thác được thêm một tí xíu nữa cái phần đằng đầu thì rất là ok. Dạ, chúc mừng hai bạn. Xin được cảm ơn đại diện biên đạo Nghĩa Trần. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thành viên trong ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là điểm số dành cho Dương Domic và Hải 2D. Xin mời giám khảo Minh Hằng ạ. 8,5 điểm. Giám khảo John Huy 8 điểm. Và cuối cùng giám khảo Trọng Hiếu, mời bạn. Đó là 8,75 điểm. Đó chính là số điểm mà ban giám khảo đã dành cho Dương Domic và Hải 2D. Với số điểm của ban giám khảo đưa ra thì nó rất là phù hợp với những gì mình thấy. Và tất nhiên là bài thi tiếp theo mình phải cố gắng những cái điểm số cao hơn như thế nữa.
hộp chính là đạo cụ dành cho bộ đôi Kelly và DJ, một bộ đôi luôn luôn giữ vững phong độ qua các tuần thi của sàn đấu vũ đạo với năng lượng tươi trẻ và phóng khoáng. Lần này, chiếc hộp của họ sẽ có gì đây? Xin được chào đón sự xuất hiện trên sân khấu của sàn đấu vũ đạo Kelly và DJ. Khi mà... Ok ok. Thì đạo cụ mà bọn em, team bọn em bốc được là cái hộp. Em mong là Jay có thể làm cái gì đó với cái đó. Khi mà team mình bốc trúng đạo cụ là cái hộp ấy, nó là một cái sự khá là cụ thể. Tuy là cái hộp là cái cụ thể nhưng mà nó vẫn có cái khó. Ok. Phải có những cái yếu tố bất ngờ. Mà nếu ta đáng tiếc được thì thôi, coi như su. Cái concept tụi mình đưa ra đó là không có sự hoàn hảo. Vô tình có một lần Jay đi quay, xong rồi Jay bị cho vào trong một cái khung hộp. Cái hộp rất là nhỏ, đứng quay trong đấy cả gần 3 tiếng đồng hồ, rất là ngợp. Trong một cái khuôn khổ như vậy rất là khó để chuyển động cái rất đẹp. Jay lấy lại cái cảm xúc đó để Jay làm cái này. Khi mà mình muốn truyền đạt một cái câu chuyện gì đấy á, thì đương đại là cái giúp mình chạm đến người khác dễ dàng hơn. Cũng không phải là lần đầu tiên mà Kelly được tiếp xúc với thể loại đương đại này. Tại vì hồi bé em cũng có từng học rồi. Cũng đã một thời gian rồi thì em cũng không có tập lại cái thể loại này. Nên là nó cũng có những cái phải tập nhiều hơn. Và có rất là nhiều khó khăn khi mà em tập. Vì mình phải chú ý đến từng cái ngón tay, rồi từng cái hơi thở của mình. Em phải đẩy được cái cảm xúc của chính bản thân em lên thì người khác mới cảm nhận được. Em phải tin cái đấy trước. Yeah. Đấy, em nghĩ cái đấy là cái khó duy nhất mà em cần phải trau dồi thêm. Jay thấy là Kelly có một cái sự tập trung hơn. Như những vòng trước ấy thì Jay làm gì Kelly cũng bảo là Jay làm đi, em làm theo. Nhưng mà vòng này có những cái không phải là Jay làm đi mà em muốn là em làm theo được. Nó là những cái bưng bê luôn luôn kiểu em làm được, anh cứ làm. Nhiều lúc là cũng muốn bỏ cuộc luôn mọi người, nhưng mà cố gắng là làm được thôi.
Thưa quý vị khán giả, và đó chính là Kelly, DJ cùng với The Next Door. Xin được cảm ơn những người bạn của The Next Door rất nhiều qua phần hỗ trợ vừa rồi. Các bạn đã mang tới một tiết mục khiến cho các khán giả phải suy nghĩ. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe những nhận xét đến từ ban giám khảo. Sau khi xem nguyên cái bài là anh biết tụi em có cái sự đam mê và muốn làm tốt. Nhưng mà sau khi xem cái bài này nó không làm gì cho anh. Đầu tiên rất là tiếc tại hai bạn mang vớ và mang giày này làm cho cái sân khấu nó rất là trơn và mấy cái động tác của tụi em nó không có được đẹp và chắc. Anh nghĩ anh hiểu cái ý tưởng tụi em muốn đưa ra, nhưng mà cái cách làm nó bị cố quá, hơi nặng. Và anh đọc ở đây là cái ý tưởng là sự hoàn hảo, thì anh muốn nghe cái liên quan với cái bài này là cái gì? Khi mà em viết cái nội dung ý tưởng là sự hoàn hảo thì em có đóng ngoặc cái chữ hoàn hảo ở trong một cái ngoặc kép. Thì cái bài này như mọi người thấy là cái kết của em chính là mở đầu của cô bé này. Tất cả chúng ta trước khi bắt đầu cái gì đó đều muốn nó hoàn hảo. Cái điều đó nó vô tình cản trở rất là nhiều thứ. Nó cản trở sáng tạo, tại vì mình chỉ muốn an toàn để có thể giữ lại cái mức hoàn hảo của mình. Nó rất là bị rập khuôn. Thì cái khung này nó thể hiện cái điều đó. Chỉ có cái người ở trong cái khung đó rồi thì họ mới muốn thoát ra. Hiếu, anh Thằng có thấy điều đó không? Đó. Hiểu không? Tại hiểu. Hôm nay mình muốn kể chuyện bằng đào cũ. Thì nếu mà em phải kể rất là chi tiết như vậy và... Ủa? Đâu rồi, cái ý tưởng đó nó cũng hay. Cái bài hát, cái bài nhạc tụi em sử dụng nó rất là hay. Có thể nếu mà anh chỉ nghe cái nhạc anh đoán được cái câu chuyện, thì đối với anh là giống tụi em đã lấy ba bài rất là hay xong phá. Cảm ơn anh John. Xin mời chị Minh Hằng. Còn đối với chị thì sau khi chị xem bài nhảy của bé Kelly với lại DJ xong, thì chị chỉ thấy là hơi quá sức. Vì bản thân bé Kelly còn rất là bé để mà có đủ kinh nghiệm và sự trải nghiệm để có thể truyền tải được cái thông điệp nó quá nặng và nó quá đát như vậy. Những cái mà tụi em đang muốn làm á, thực sự là cần có chiều sâu hơn. Ngay từ đầu khi tụi em lựa cái ý tưởng này, nó cũng đã vô tình làm khó tụi em rồi. Thứ hai nữa là tụi em lại chọn mở màn bằng cái điệu nhảy ballet. Wow. Đó là điệu nhảy hầu như tất cả các dancer đều khiếp sợ. Rất khó. Vô tình tụi em lại cài đặt cho em thêm một cái phần khó nữa. Nội dung khó, lựa một cái điệu nhảy khó để mà làm. Cả hai đứa em đều quá trẻ để có thể truyền tải được cái nội dung này. Nên là gãy ngay từ đầu. Thật sự là chị phải nói thẳng, sự hoàn hảo nó không phải đến là từ ý tưởng vĩ đại, vĩ mô. Sự hoàn hảo nó đến từ cái chi tiết nhỏ. Chỉ cần em làm đủ sức của mình, em truyền đạt được cái thông điệp đó, tuy nó nhỏ, nó cũng góp phần mang đến một ý nghĩa rất là to lớn. Như vậy thôi là đủ rồi. Không cần phải làm cái gì nó quá to. Tại vì thực ra là em cũng nói với cả Jay là em muốn thử sức bản thân em. Mặc dù khó nhưng mà em vẫn cố gắng hết sức để có thể làm. Nhưng các bạn có tận hưởng cái phần trình diễn của các bạn vừa rồi không ạ? Tụi em tận hưởng cái điều đó. Và tụi em nghĩ á là nếu mà tụi em không có mạo hiểm thì tụi em không nghe được những cái lời nhận xét đó. Em cảm thấy đó là một cái hành trang tiếp sau cho em. Cái này em cũng cảm thấy là em vượt quá cái mức an toàn của em. Nhưng mà em cũng cảm thấy là cả em và Kelly luôn nhận lại được về rất là nhiều những cái lời nhận xét rất là tốt từ mọi người nữa. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Mời Trọng Hiếu. Kiều thấy rất là hay. Mình luôn nghĩ là ok, tất cả mọi thứ phải nằm ở trên sân khấu. Nhưng mà đây mọi người còn đi ra ngoài sân khấu nữa. Hiếu thấy là rất là sáng tạo. Bên cạnh đó Kelly đã thử nghiệm nhảy ballet. Hiếu thấy rất là dũng cảm. Để nhảy được giống một người ballet thì phải cần bao nhiêu năm tập luyện? Thưa chị Minh Hằng ấy, chị Minh Hằng có biết nhảy ballet ấy? Chị học từ bé nên là chị hiểu được là nhảy ballet rất là khó. Và nó cần rất là nhiều thời gian để có thể đạt được những cái bước mà basic thôi. Để nhảy được cái chân, đầu ngón chân. Khi mà một người khán giả mà họ xem biểu diễn của mình, họ phải enjoy, họ phải tận hưởng. Chứ không phải tụi em tận hưởng không thôi. Đó là cái bí quyết. Chứ nếu mà tụi em tận hưởng nhưng sau khán giả người ta cứ lo quá, lo không biết là em có bị chấn thương hay không, lo là em có làm được hay không, thì cái cảm giác là mình không nên mang đến cho khán giả. Chị đang nói về cái Yes. Cảm ơn Minh Hằng rất nhiều. Và một cái điều khác nữa là Hiếu thấy là Kelly rất là cố gắng và rất là tâm huyết với cái phần trình diễn ngày hôm nay. Thì như là chị Minh Hằng và cũng anh John Huy Trần thì Hiếu không hiểu câu chuyện và Hiếu cũng không cảm nhận được một cái gì. Khi mà mình có một câu chuyện rồi thì mình phải làm được như thế nào để cho mọi người hiểu được. Không có giải thích, không có kể. DJ, it's okay. It's okay. Cái này không phải là để cho tụi em buồn nha. Cái này để giúp vòng này thôi. Ok. Quan trọng là cái chặng đường dài đi cùng nhau nữa. Chúng ta góp nhặt những cái lời nhận xét và góp ý từ ban giám khảo để mình trở nên tốt hơn, đúng không ạ? Yes. Tất cả mọi người vẫn luôn bên cạnh Kelly và DJ nhé. Chị nhìn nhận thấy là mình
có phần ích kỷ một tí. Jay chọn cái Jay muốn. Jay đã bắt Kelly đi quá cái giới hạn của Kelly. Không những là Kelly không, mà những cái giọt nước mắt đó là dành cho các bạn dancer nữa. Các bạn cũng bị vượt quá cái giới hạn của mình luôn. Chị nghĩ rằng là hai em đã có một cái idea rất là hay, rất là sâu sắc. Chị đánh giá rất là cao cái tư duy của tụi em. Thì chị nghĩ mình cũng phải nên cân nhắc lại một tí, đó là mình có thật sự đủ cái khả năng để mà thể hiện cái điều đó hay không. Chị nghĩ rằng là thử thách với bản thân mình nó luôn là một cái gì đó, là một cái động lực cho tất cả những người làm nghệ thuật. Nhưng mà chị nghĩ là nếu như mà có thể thì em có thể step by step, từng bước một em phát triển nó lên mà vẫn dựa trên những cái thế mạnh, những cái nền vốn có của mình. Em chỉ cần có một cái sự thay đổi nhỏ mà nó hay hơn, nó tiến bộ hơn thì người xem người ta vẫn có thể nhìn thấy được cái điều đó. Chị vẫn rất là ủng hộ tụi em, mong là tụi em sẽ có nhiều cái tư duy hơn. Các bạn phải tin là tất cả mọi người đều rất là thương các bạn, mong muốn các bạn có cái sự tiến bộ, cho nên là luôn đưa cho các bạn những lời khuyên có tính đóng góp và mong các bạn sẽ lấy đó trở thành động lực để chúng ta tiếp tục cố lên ở những tập sau nhé. Xin mời bạn Khôi Nguyên. Anh nghĩ là do những tuần trước đây tụi em làm cũng khá tốt so với như tụi em đang có, nên tuần này mọi người cũng khá là trông đợi. Chắc có thể như Minh Hằng nói là do tụi hai em còn non quá nên diễn anh chưa thể hiểu được cái phần trình diễn của mình. Sau khi mà bạn biên đạo giải thích thì anh mới có phần nào là hiểu lắm. Cái đoạn đầu tại vì em đi từ cao xuống nó nguy hiểm và em nhảy ba lê này nọ, nó tạo cho mọi người cái cảm giác muốn xem em làm gì tiếp theo. Và sau đó thì cái cảm giác về sau thì nó rời rạc và anh cảm giác như anh thật sự là anh gọi là bị đơ khi xem tiết mục của tụi em. Nhưng mà cái điểm cộng đó là tụi em dám làm những cái điều đó, thì anh nghĩ là sau này tụi em nên tiếp tục phát huy, nhưng mà vẫn phải trong một cái nào đó, đừng để mình đi quá giới hạn của mình. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Khôi Nguyên. Và có một điều rất là nể ở cả bộ đôi Kelly và DJ. Thứ nhất là các bạn còn rất là trẻ, và thứ hai là các bạn dám cho bản thân mình cơ hội mạo hiểm với những thể loại mới. Giống như giám khảo Minh Hằng có nói rằng đôi khi chúng ta phải thử thì chúng ta mới có thể chọn được đâu là cái thể loại mà chúng ta phù hợp nhất. Thì quan trọng hôm nay chúng ta đã thử, chúng ta đã được lắng nghe, và chúng ta sẽ còn cả một cái chặng hành trình sắp tới cùng sàn đấu vũ đạo nữa, đúng không ạ? Nếu như mà được làm lại thì em vẫn sẽ xin chọn đúng cái ý tưởng này và sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Thôi đừng bích ước nữa mà, bây giờ chúng ta nghe điểm nha. Xin mời giám khảo anh Trần, và đó là 8 điểm. Cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Minh Hằng, 8,25. Và cuối cùng giám khảo Trọng Hiếu, đó là 8,25 điểm dành cho Kelly và DJ. Cảm ơn cả hai bạn rất nhiều. Hãy lấy đó trở thành động lực và bứt phá ở những tập tiếp theo các bạn nha. Nào chúng ta gieo một cái để lấy lại tinh thần nào. 1, 2, 3. Yeah. Cảm ơn các bạn. Sau khi được nhận những cái lời góp ý từ ban giám khảo thì bọn em cũng tiếp nhận, và bọn em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm. Thực ra thì em vẫn cảm thấy là em đã vượt qua được cái vùng an toàn của chính bản thân em. Sau 3 vòng vừa rồi thì cái đây là một cái dấu chấm để cho mình biết là mình đang ở đâu, và mình bắt đầu viết tiếp những cái mới từ cái dấu chấm đấy. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón sự xuất hiện của team Dòng Chảy. Và với đạo cụ là những quả bóng, họ sẽ xử lý đạo cụ này như thế nào? Một tràng pháo tay để chào đón Mai Âm Nhạc và Song Linh. Bọn mình đã nói với nhau là có khi nào mà vào quả bóng không? Và đúng là bọn mình đã bốc vào quả bóng. Bởi vì mình với cậu hay chơi đá bóng ở nhà. Và sau khi mà mình bốc được cái chủ đề đấy thì mình đã nghĩ ngay đến cái quả bóng bay. Lúc đầu mình nghĩ là nó cũng khá là dễ, nhưng mà khi mà mình bắt tay vào làm thì nó cũng chính là một cái thử thách đối với mình, và nó cũng chính là một cái con dao hai lưỡi. Trong những cái vòng trước thì bọn mình không sử dụng nhiều đạo cụ, và cái chủ đề đạo cụ nó không phải là sở trường của mình. Với cái đạo cụ bóng bay này thì mình cũng đã cố gắng hết sức để mình có thể khai thác triệt để những cái động tác mà mình có thể nhảy được với bóng, và mình có thể tận dụng được cái quả bóng nó như thế nào. Yếu tố mà khiến mình cảm thấy là khó khăn nhất đó chính là khi mà mình nghĩ là mình có thể điều khiển được cái quả bóng. Khi mà mình cầm một cái quả bóng bình thường, mình có thể điều khiển được nó, nhưng mà với cái chất, cái khí mà nó có thể bay lên như thế thì mình rất là khó để điều khiển. Bọn mình phải tập rất là kỹ thì mới có thể có một cái sự đồng đều. Quả bóng đấy nó bay rất là mạnh, thả ra một phát thôi là bay mất, là mất hút luôn. Cộ biên đạo những cái trò nó rất là kinh khủng. Như bình thường người ta cầm ở trên tay người ta lắc lư như này thôi, nhưng mà đây là bà ấy, là bà thả quả bóng ra cho nó bay một đoạn rồi xong bà lại bắt người ta bắt lại, rất là gọi là rủi ro. Trong bài này thì
có khá là nhiều những cái bê đỡ. Tập thì cũng khá là ok rồi, nhưng không biết là lên sân khấu nó sẽ như nào thôi. Bây giờ chỉ có cầu trời là mọi điều nó sẽ suôn sẻ. Và thực sự là cái quả bóng nó rất là khó điều khiển luôn. Không hiểu là kiểu gì, nhưng bình thường người ta phải giúp đỡ tương trợ nhau, người ta phải nghĩ động tác dễ thôi, để cho cái người cùng mình người ta có thể thoải mái. Đây nghĩ những cái động tác lê dè xuống đất này, xong còn quay còn salto các kiểu. Tập xong một tuần thôi mà về thâm tím hết nách, mấy cả gọi là đầu gối. Đang ngủ 8 giờ sáng, 7 giờ sáng cũng gọi dậy tập đến khi nào được thì thôi. Nói chung là vâng, không thể đứng được nữa, về rồi gọi là người ngợm mất thứ là dã rồi. Đúng là áp lực tạo nên kim chỉ, nó thực sự không thể nào mà. Hy vọng là cái lần này thì bọn mình cũng sẽ nhận được sự yêu thích của ban giám khảo đối với những cái mà mình đã nghĩ ra. Knowing in your heart that you may never reach that glorious moment until you die. So live life on the edge, you know, halfway between heaven and hell, and let's all dance in the middle in purgatory. There ain't no
should be alone tonight. Yeah, baby, tonight. Yeah, baby, I got a reason that you who should take me home tonight. It's hard to feel foolish, to rush the dangerous. I'm gonna run back to you, to the edge with you, where we can both fall more in love. I'm on the edge of memory, and I'm hanging on a moment too. Out on the edge of memory, and I'm hanging on. Phần trình diễn của cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you dancers. Thật sự là quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Vừa là cuối cùng mình, chúng mình cũng làm được. Đúng. Đây là lần đầu tiên chúng mình có thể làm được đều bắt được quả bóng mà không ai bị bay lên. Lúc cả không hiểu được đâu, mọi người không hiểu được cảm xúc đấy. Không hiểu được. Chưa bao giờ đều được như bây giờ. Đúng. Chưa bao giờ đều được như bây giờ. Đây là lần đầu tiên mà chúng mình đều như thế mà không một cái quả nào bay lên như thế. Tuyệt vời. Đúng. Câu chuyện mà các bạn mang đến chắc chắn là chính các bạn cũng sẽ có nhiều điều muốn chia sẻ trong phần trình diễn này. Hãy để cho các bạn ấy chia sẻ với tất cả quý vị khán giả trước nhé. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo hôm nay và tất cả mọi người. Và anh chị đây. Vâng, thì thực sự là với một con người như em thì em không bao giờ muốn mang những cái điều cá nhân, câu chuyện của mình để đem lên một phần thi hay mang đi showcase ở bất cứ đâu cả. Nhưng mà Song Linh thì lại muốn đưa câu chuyện này vào, vì đây là một câu chuyện không chỉ của riêng em mà của chung tất cả những ai đã làm celeb. Nói chung là đằng sau sân khấu luôn, đúng rồi là nghệ sĩ luôn, đã từng trải qua những cái chuyện như thế này. Ai cũng từng trải qua những giai đoạn giống như thế. Em chỉ là em đặt mình vào trong câu chuyện của tất cả mọi người ở đây. Và những ai đã muốn trở thành celeb, đang là celeb, đã từng celeb, đã trải qua những việc như này thì muốn tái hiện lại. Và ở đây em cảm ơn Song Linh, bởi vì Song Linh luôn luôn đưa ra cho em đến một cái đích và một cái kết rất là hay. Nhưng bình thường thì người ta sẽ gặp chuyện và người ta sẽ dừng lại ở đó và không đưa ra cách giải quyết. Nhưng mà ba bài hát khác nhau này là ba cái giai đoạn mà bạn đã trải qua và bao giờ cũng có một cái đích rất là tích cực. Bóng đen ở đây tượng trưng cho những sự tiêu cực, bóng trắng là tích cực. Và người ta cuối cùng sẽ chọn cách tốt nhất cho cuộc sống, đó chính là phải chấp nhận cả tiêu cực và tích cực để có thể đi lên. Hay quá thật sự. Cảm ơn phần thuyết trình vừa rồi. Ngay bây giờ hãy cùng đến với phần nhận xét từ giám khảo nha. Anh có thích cái màn bong bóng vừa rồi không anh John? Rất thích. Yeah. Xin lỗi, tại chừng nào nhận xét một cái bài như vậy, anh nghĩ mình phải kêu nguyên cái đội lên sân khấu, nó hợp lý hơn. FVD và SpaceX à. Chừng nào anh cảm nhận cái gia đình, chừng nào anh thấy cái gia đình thì anh sẽ mời lên. Hôm nay tại sao anh muốn kêu các bạn lên sân khấu thì giống Mai Âm Nhạc với Song Linh cũng chia sẻ là cái này cũng là một cái câu chuyện có thể tất cả mọi người celeb hay ai đó trải qua. Nhưng tụi em thể hiện cái bài này xong được có một cái câu hỏi nhìn vào cái ánh mắt của các bạn, ai cũng có một cái câu chuyện riêng trong cái bài này, ai cũng có một cái cảm giác gì đó. Và cái bài này đã chia sẻ cái đó cho mọi người luôn. Anh thấy cái cách em kể chuyện, cái thông điệp nó dễ hiểu. Ok, trắng đen, ok, mình đã thấy nhiều lần rồi. Nhưng mà cái cách tụi em làm, nó giải trí, hợp lý, nó sâu, nó rất là đẹp. Anh thấy anh là người may mắn được xem hôm nay. Wow. Cảm ơn anh John. Những cái câu mà anh ấy nhận xét là tất cả những cái mà mình muốn nghe, bởi vì là anh ấy nhìn rõ được tất cả những cái gì mình khai thác trong bài, từ bài 1 cho đến bài 3 là anh ấy đều nhìn thấy hết. Xin mời giám khảo Minh Hằng ạ. Thì mọi người biết là trong cái tuần vừa qua thì Hằng rất là thích cặp đôi này, tại vì hai cái cá tính mạnh và các bạn dám làm những điều mà mình nghĩ. Càng thích thì Hằng lại càng soi. Thì trong cái bài nhảy này, cái cung bậc cảm xúc của mình nó lên xuống rất là nhiều. Đầu tiên thì chắc chắn là mình phải nói là các bạn có một cái ý tưởng rất là tốt.
Tại vì ít có ai mà nhảy với bóng mà bóng bay, là các bạn đã tận dụng cái lực bay của quả bóng để có thể làm nên những động tác nó rất sáng tạo. Khi mà mình đọc cái quả bóng, mình nghĩ là chắc là cầm mấy quả bóng múa lên múa xuống hoặc là lăn tới lăn lui, thì lần đầu tiên mình được xem một cái màn trình diễn mà tận dụng cái sự quả bóng mà bay lên trên trời như thế. Và quả bóng bay lên trên trời nó có rất là nhiều ý nghĩa trong đó, thật sự nó rất là nhiều ý nghĩa. Điều đó là chứng tỏ các bạn rất rất là thông minh và các bạn biết đang xem những cái ý nghĩa ẩn dụ và nghĩa bóng và nghĩa đen ở trong đó. Điều đó là mình phải khen các bạn cho mình quá nhiều cú twist. Đầu tiên thì nhảy rất là giải trí. Hằng phải nói công nhận là hôm nay kỹ thuật cá nhân của máy âm nhạc đã lên hẳn một cái level mới. Thời gian qua em đã làm gì? Thời gian qua em ở phòng tập chỉ biết. Kỹ thuật cá nhân nó đã thể hiện ra rất là rõ ở phần đầu tiên. Qua phần thứ hai, chị hơi hoang mang vì có thể như là máy âm nhạc chia sẻ là em không quen đưa cái cảm xúc cá nhân của mình ở trên sân khấu, không quen nói ra những cái gì mà ẩn sâu trong tâm tư của mình, làm hạn chế em đi tất cả những cái đó. Nó hơi bị rụt rè, nó hơi bị e dè, nó hơi bị sợ ở cái phần 2, nhưng riêng cái phần 3 thì rất là bùng nổ. Chị cảm nhận được là em thực sự bùng nổ khi có các bạn ở bên cạnh. Tại vì phần thứ hai em đối diện với chính cái bản ngã của mình, đối diện với chính cái bóng của mình, nên năm nay là em vẫn còn e dè, em không nói là tôi không muốn chia sẻ, tôi không muốn nói. Nhưng khi có cái cộng sự của em cảm thấy là ok, chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa tôi vẫn có cộng sự, thì tới lúc đó em mới trở lại là máy âm nhạc là một người rất là phóng túng và rất là phóng khoáng cho những cái tư duy âm nhạc của mình cũng như là những cái niềm tin của em. Và chị tin chắc rằng là tại vì cá tính của em quá mạnh, em ít khi nào em giấu. Nên là những cái phần nào mà mạnh thì bạn ấy thể hiện rất tốt, những cái phần nào mà yếu đuối thì bạn ấy chưa quen biểu đạt nó như thế nào thì lại kém hơn. Nhưng mà nhìn chung một bài diễn mà làm cho người ta cảm giác là muốn xem nó tiếp nó là cái gì. Mình phải đợi xem nó là cái gì đang diễn ra và các bạn cài cắm những cái ý nghĩa gì. Chị nghĩ đó là sự thành công của một bài diễn. Mình rất thích sự chi tiết của chị ấy. Thật sự mình phải học hỏi chị Minh Hằng rất là nhiều. Sự quan sát của chị Hằng là một sự rất đỗi là kỳ diệu luôn. Chị quan sát từng tí một và đưa ra những cái lời nhận xét rất là công tâm. Và mình cảm thấy là muốn nghe chị nói nhiều hơn nữa. Hello mọi người, xin chào Song Linh ạ. Cái câu chuyện của mọi người nó chạm được vào trái tim không chỉ của người celeb, thì tin rằng là của bao nhiêu người, tất cả mọi người, tất cả khán giả mà đang xem chương trình. Hiểu cũng thấy rất là hay là mọi người chọn một cái chủ đề mà truyền được cảm hứng cho các bạn trẻ, là cái cách xử lý với những cái tiêu cực. Mình không nên gạt cái tiêu cực đấy đi mà mình nên đồng hành cùng với cái tiêu cực đó. Cái câu chuyện của mọi người thực sự là rất là sâu sắc và rất là tình cảm luôn. Chị Minh Hằng cũng nói rồi là cái khúc 2 thì Mai Âm Nhạc không tự tin lắm. Cái điều đó là Mai Âm Nhạc thể hiện qua cái ngôn ngữ cơ thể của mình và cũng cái biểu cảm mặt của mình. Cái đấy là có thể là Mai Âm Nhạc có thể cảm thấy như thế nào? Tại vì lúc đầu Song Linh cũng bảo em là phải cố gắng diễn đạt cái phần này thật là quặn thắt lên, đau khổ lên. Nhưng mà với một người mạnh mẽ như em thì em không bao giờ coi những cái khó khăn trong cuộc đời này là một cái gì nó quá là để cho mình quặn thắt rồi. Đấy, thực sự vì em luôn mỉm cười với tất cả những gì khó khăn trong cuộc sống này. Không có cái gì có thể làm cho em có thể khóc được. Nhưng mà hôm nay thì thực sự em sẽ khóc vào phần 2 này rất là nhiều, vì em nghĩ đến những cái quãng thời gian bọn em tập với nhau, những quãng thời gian mà Song Linh đã nghĩ đến em rất là nhiều. Bạn biên đạo của em đã nghĩ đến tương lai của em rất là nhiều, em cảm thấy rất là quý giá điều đó và em cảm thấy mình nên khóc vì tình bạn này nhiều hơn chứ không phải khóc vì những khó khăn của mình ạ. Hồng Mịt có thể về cái biểu cảm là chưa tới, nhưng mà về cái ngôn ngữ hình thể tới very good. Vậy cái mức độ mà quặn thắt nhiều nhất mà em có thể làm là gì? Quặn thắt nhiều nhất trong cuộc đời là em đi uống trà đào mà không có miếng đào. Trời ơi trời, khổ quá. Cái đó tức nha. Cảm ơn giám khảo Trọng Hiếu, có thêm gì nữa không ạ? Chỉ một cái nhỏ nữa thôi là Mai Âm Nhạc hãy chú ý hoặc là tập thêm cái chuyện là landing ấy. Tại vì là khi mà Mai Âm Nhạc luôn kiểu, đúng rồi, lộn xong là kiểu mình gọi là landing là gì nhỉ? Landing. Đáp xuống, đáp xuống. Nhưng mà mấy cái đó phải hiểu về cơ thể, phải gồng được cơ thể nhiều lắm. Chính xác. Hoặc là Mai Âm Nhạc xoay xong đáp xuống kiểu cho nó vững chắc hơn một tí thì là ok. Và hôm nay Hiếu có một cái món quà cho Mai Âm Nhạc ạ. Tại vì là tại sao chỉ riêng Mai Âm Nhạc mà có vậy thôi bà? Một mình thôi nha, đừng đủ riêng nha. Riêng của em nha. Yeah, của em riêng nha, đừng đủ tại nha. Tại vì là Hiếu cũng được làm việc với Mai Âm Nhạc rồi, là Mai Âm Nhạc hát cùng với Hiếu bài hát I'm Sorry Babe mà Hiếu đã diễn trong EP mới của Hiếu. Đây không phải món quà mà có thể là cái gì mà Hiếu muốn mượn từ Mai Âm Nhạc có được không? Anh xin một phần là cho anh xin ra bell được không? Dạ mọi người ơi! Anh ơi, tuyệt vời anh ơi, ra bell my life! Nhưng mà hôm nay mình không phải gọi là Mai Âm Nhạc đâu mà mình phải gọi là Mai Nhảy Ngon. Thật sự. Và em xin cảm ơn anh Hiếu đôi chân ạ. Cảm ơn Mai giám khảo rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với hội đồng biên đạo đi ạ. Xin mời anh Thanh Sang.
dàn dựng bài này. Từ đạo cụ mọi người chỉ có những trái bóng là trắng và đen, và trang phục cũng là hai tông màu trắng và đen. Mọi thứ đều rất là đơn giản, nhưng cái mà các bạn mang lên đây thực sự là nó quá tuyệt vời luôn. Từ những thứ đơn giản nhất, cảm nhận riêng của anh thì tiết mục này là tiết mục khiến anh nổi da gà nhất. Lúc mà mọi người đem mấy cái quả bóng nó ra thì trong đầu anh suy nghĩ là bóng này thì có gì để mà nhảy, thì cùng lắm là cầm rồi nhảy động tác rồi có kiểu lắc qua lắc lại thôi. Nhưng khi mà xem rồi anh mới biết là có cả ngàn cách sử dụng, xử lý với quả bóng đó. Thì rõ ràng các bạn cho thấy được cái sự thông minh trong cái phần dàn dựng của các bạn. Nó vẫn có cái tích cực là coi như là cái thiện đi nha, còn cái tiêu cực là cái ác. Khi mà anh coi đến gần cuối anh cứ lo là mọi người sẽ kiểu là cái trắng sẽ đè bẹp cái đen, thành ra tiết mục nó sẽ bị dở. Nhưng các bạn đã chọn phương án tối ưu nhất là dung hòa cả hai thứ lại với nhau và các bạn sống với nó. Cái đó là cái quá tuyệt vời luôn, quá thực sự quá thông minh. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh Sang ảnh nhận xét khen mà gương mặt ảnh không có một chút biểu cảm, không thay đổi, mình tưởng là anh sắp chê đến rồi đúng không? Anh Sang lâu lâu hãy nở nụ cười như vậy anh nhé. Mời mời họ ạ. Xin mời chị Thi Trần ạ. Thật ra thì Thi nghĩ là ở trong cái cuộc sống thì ai cũng sẽ trải qua những cột mốc, cho dù điều đó là những cái điều đẹp hay là những cái điều buồn. Thực sự là muốn dành một cái sự respect cũng như là một cái sự tán dương cho tất cả các anh em, những người làm nghệ thuật và các anh em, đặc biệt là các anh em dancer, những người sử dụng những cái ngôn ngữ hình thể, những cái chuyển động của mình để mà chữa lành những cái tổn thương. Thì nghĩ rằng là không phải nghề nào cũng có thể làm được điều đó. Có những cái không thể nói ra thành lời, không thể diễn tả được, nhưng mà mọi người dùng những cái chuyển động đó để mà mình tiếp sức, mang đến những cái sự khích lệ tinh thần tích cực nhất đến cho mọi người để mà mình sống tiếp. Mình có một cái giải pháp thật sự là nó thực tế nhất và nó hữu hiệu nhất. Cảm ơn mọi người. Hay quá Thi ơi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ đến từ đại diện truyền thông. Xin mời anh Minh Khôi. Chúc mừng đội của Mai Âm Nhạc vì đã có một cái màn trình diễn thực sự rất là thuyết phục. Thật ra thì cái ý tưởng mà kiểu đối diện với lại những cái truyền thông và những cái ý tạm gọi là vùi dập từ mạng xã hội thì nó không mới ở sàn đấu vũ đạo. Nếu mà mình nhớ không lầm thì đây là tiết mục thứ 3 đã có cái ý tưởng như thế này. Nhưng mà thực sự đây là cái tiết mục mà cái cách giải quyết và cái kịch bản, cái đường dây mà mình cảm thấy thuyết phục nhất. Nó không có bị gọi là quá theo khuôn mẫu hoặc là nó không quá lý tưởng và thực sự nó rất là thực tế so với cuộc sống. Thật ra thì mình cũng thích cái cách mà Mai đối diện với lại truyền thông, cách mà Mai đối diện với những cái ý kiến tiêu cực. Đôi khi không cần phải là buông bỏ hết, cũng không cần đốt cháp, và nó là cái sự dung hòa giữa trắng và đen. Và theo dõi cái con đường Mai và cái cách Mai trong các sản phẩm, trong các cuộc thi, thì cảm thấy Mai là một cái người rất là cá tính. Và mình hy vọng là Mai sẽ tiếp tục giữ cái cá tính và cái tạm gọi là có thể là ương ngạnh, và đôi khi nó có sự cứng cỏi của mình một chút xíu trên những cái chặng đường sắp tới. Xin cảm ơn. Không chỉ vậy, khán giả vẫn muốn thấy sự quặn thắt của em một lần, một vài lần nào đó nha. Ở đó hy vọng là có những tập mà em có thể thể hiện được cái sự quặn thắt đó là điểm sẽ cao hơn. Ngay bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo dành cho Mai Âm Nhạc và Song Linh. Xin được mời điểm số đến từ giám khảo Minh Hằng. 9,75. Yes. Giám khảo Trần Huy. 1. I loved it. Và đó là 10 điểm từ giám khảo Trần Huy. Và chúng ta chờ đợi số điểm từ Trọng Hiếu. Mời giám khảo Trọng Hiếu. 9,5. Một số điểm rất ấn tượng. Thực sự là một con người rất là đầy bất ngờ. Thực mình sự đã làm là được. So amazing, làm được. Thực sự luôn. Thái độ của anh ấy tỏ ra ấy bao giờ cũng làm mình cảm thấy rất là được điều hòa. Chúng ta đang quay trở lại với sàn đấu vũ đạo mùa giải thứ 2 và đội chơi tiếp theo họ đã bốc thăm được chủ đề đạo cụ, đó chính là cây dù. Không biết là họ sẽ vượt qua bài toán này như thế nào. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón trên sân khấu sự xuất hiện của Dennis Đặng và bộ đôi biên đạo Quang Hiệp Kiên Cường. Bọn mình bốc được chủ đề là cây dù.
thì lần này bọn mình không làm quá nhiều ý tưởng phức tạp, mà lần này bọn mình sẽ tập trung vào việc biểu diễn nhiều nhất và làm sao để tận dụng được cái ô một cách triệt để thôi. Mọi người xem, mọi người sẽ cảm thấy là dễ hiểu và dễ thương. Người lên ý tưởng chính cho cái tiết mục Giấc mơ tuyết trắng là Cường. Ngay khi mà nghe về cái ý tưởng về phần nhạc cũng như dàn dựng thì cả Dennis với cả Hiệp rất là thích và build up thêm trên cái ý tưởng đó. Như mọi người biết, những tiết mục trước thì là tuy là không phải là tiết mục dùng đạo cụ đâu, nhưng mà ba anh em vẫn dùng đạo cụ rất là nhiều. Tuy nhiên lần này thì có dùng đạo cụ nhưng mà nó sẽ là trên một góc độ là khai thác triệt để hơn, tức là mình sẽ không nặng về cái phần câu chuyện hay là một dàn dựng một cái đường dây nó quá chi tiết về phần nội dung, mà thay vì thế mình sẽ nâng cái chiếc dù lên trong tiết mục, nó mang tính biểu tượng hơn để tận dụng triệt để vào những cái tạo hình khối và đi đường dây sao cho nó ăn với phần nhạc nhất. Tâm đắc nhất lần này chắc có lẽ là đối với Dennis là chính là cái bản remix của nhạc ca khúc lần này, chính là ca khúc Giấc mơ tuyết trắng mà Cường chọn. Thì đối với Dennis đây là một cái sự rất là thú vị. Ngay khi mà nghe cái giai điệu nhạc là Dennis nghĩ là không chỉ mỗi Dennis đâu mà tất cả khán giả chắc cũng muốn nhún nhảy theo. Hy vọng sau tiết mục này thì ai mà yêu thích tiết mục này thì có thể cover dance để ủng hộ cho DD Team. Và em quyết định là chọn một cái ô nó dài khoảng 1 mét, có nghĩa là nó cũng khá là dài ấy. Và khi mà sử dụng thì có những người bé như Hiệp, có những người lại như anh Đen. Nên là cái khó nhất là sử dụng đạo cụ mà nó vẫn phải đều, vẫn phải có đủ kỹ thuật và đủ cái cảm xúc cho khán giả. Hy vọng cả ba anh em sẽ mang đến những cái giây phút thú vị và đáng yêu nhất cùng với tiết mục Giấc mơ tuyết trắng lần này. Đó chính là Dennis Đăng cùng bộ đôi Quang Hiệp Kiên Cường. Hãy dành cho họ một tràng pháo tay nữa quý vị ơi. Cùng với vũ đoàn The Next Door, xin được cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thank you. Thank you. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với phần nhận xét từ ban giám khảo. Xin được mời giám khảo Trọng Hiếu đầu tiên ạ. Trước đây Hiếu đã nói là tổng thể dễ thương dã man luôn.
Cả cái phần trình diễn Hiếu chỉ muốn cười thôi. Tại vì là mọi người mang lại một cái năng lượng rất là tích cực và rất là vui tươi ấy. Mọi người dùng cái đạo cụ từ đầu đến cuối, Hiếu rất là respect cái điều đó. Là không có động tác nào mà mọi người bỏ cái dù xuống cả. Hay là mọi người dùng từ đầu đến cuối nhưng mà kiểu cũng không có cái gì mà Hiếu cảm thấy mới lạ. Như cái gì mà anh Johnny Huy Trần mong đợi ấy. Chỉ là đúng cái động tác đó mà mọi người đi xung quanh, đi tròn ấy. Và đưa trao cho nhau cái ô ấy. Hiếu thấy cái đấy lại rất là dễ thương. Nhưng mà Hiếu lại cảm thấy là khi mà mọi người dùng cái ô từ đầu đến cuối nhiều quá ấy, thì nó lại bị không có cái điểm nhấn nữa. Các bạn nhảy thì rất là tươi và rất là vui. Và Dennis thì đoạn đầu hơi căng thẳng, hơi tiếc về cái chuyện đó. Đấy là kiểu lần sau ấy, Dennis mà có sai cái gì ấy, cứ tiếp tục. Nhưng mà nói chung thì là Hiếu thấy phần trình diễn rất là dễ thương. Cảm ơn là hôm nay Hiếu được nhìn phần trình diễn của mọi người. Cảm ơn Trọng Hiếu. Xin mời anh John. The whole production, cái gì? Cái sản xuất hả? Production. Cái phần sản xuất của cái bài này, like, mình tính rất là kỹ về cái hình ảnh, visual. Cái visual, ánh sáng, cái tuyết, nhiều thứ, rất là nhiều cái điệu đẹp trong cái bài này. Rất là đồng ý với Trọng Hiếu lúc Trọng Hiếu nói về cái động tác rất là đơn giản. Cái động tác đơn giản như vậy anh cần nó đều hơn, nó phải đều. Thì tụi em đã tập trung rất là nhiều để sử dụng cái dù. Thì trang phục, âm nhạc, mọi thứ có một cái ý tưởng rất là hay. Nhưng mà cái cách thể hiện nó dễ thương, mà đối với anh, với một cái chương trình ngầu như vậy, dễ thương không đủ, nó phải có thêm. Xin được cảm ơn góp ý đến từ giám khảo John Huy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của giám khảo Minh Hằng. Vẫn là cái suy nghĩ của Hằng, Dennis Đặng rất là giỏi. Vì khi lên sân khấu thì bạn rất là bao quát, vì bạn làm sáng tạo, vì bạn quá bao quát. Cái phần nhảy của mình không quan tâm lắm, tại vì bạn vừa quan tâm tới dù, đạo cụ, rồi kể cả lần trước là khi mà mình có sử dụng quá nhiều hoa và kim tuyến cũng làm cản trở những cái bước nhảy của mình đã trơn. Mà ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục sử dụng tuyết, cũng là một phần nào đó nó hạn chế cái phần bước nhảy của mình rất là nhiều. Tại vì mình đang là cuộc thi nhảy chứ không phải là cuộc thi về sáng tạo nội dung, nên là mình phải cân nhắc để mình có thể cân bằng chuyện đó. Chắc là mình sẽ khắc phục ở những cái bài sau ha. Không biết tả thế nào. Trống rỗng. Trống rỗng. Gục ngã. Đau đớn. Không gục ngã. Không gục ngã đúng không? Thế hơi cảm thấy bực mình một tí. Trong một cái bài mà nhảy rất là đơn giản và đảm bảo yếu tố đồng đều, thì một cái lỗi nhỏ nhất có thể xảy ra thì nó phá đi tinh thần ban đầu, đó chính là sự đồng đều. Cái việc có lỗi, có sơ suất thì chắc chắn là mình sẽ phải tập dượt kỹ càng hơn trước khi lên sân khấu. Tham gia với lại sàn đấu vũ đạo á, là một khán giả thì mình sẽ xem một tiết mục hấp dẫn ở hai yếu tố. Thứ nhất đó là phô diễn kỹ thuật, và thứ hai đó là cái câu chuyện ở trong cái bài nhảy của mình khi mà mình thể hiện. Với hai yếu tố này á, thì mình nghĩ là chưa có cái cảm nhận nó rõ ràng nhất. Có thể là Dennis chưa phô diễn kỹ thuật thì mình hãy có một cái câu chuyện gì đó thật là hấp dẫn. Mình nghĩ là nó hoàn toàn có thể xây dựng một cái kịch bản như Dennis làm với lại rất nhiều MV. Thì Dennis có thể cân nhắc những cái điều này trong các tiết mục sắp tới. Xin cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với anh Thanh Sang ạ. Xin mời anh. Cái cảm giác anh coi tiết mục này nó giống một tiết mục minh họa hơn. Kiểu nó rất là đẹp, rất là lung linh, nhưng mà nó không có cái yếu tố chiến đấu ở trong đó. Còn về cái phần đạo cụ á, thì thật ra cái dù là một cái gì đó nó rất là gần gũi. Khi mình nghĩ tới vấn đề đạo cụ thì nhiều người hình dung ra cái dù đầu tiên. Nhưng cách sử dụng dù trong phần biên đạo cũng không hề đơn giản. Thì mọi người cũng phải biết là ví dụ như có cái dù vô thì nó sẽ bị dướng díu, nó rối đội hình nữa kiểu. Thì tìm cách xử lý nó mướt hơn. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Thanh Sang. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số từ các thành viên trong ban giám khảo dành cho Dennis Đặng cùng với Quang Hiệp và Kiên Cường. Xin mời điểm số đến từ giám khảo John Huy Trần. 8 điểm. Và sau đây sẽ là điểm số của giám khảo Minh Hằng. 8,25. Và cuối cùng giám khảo Trọng Hiếu. Đó là 8,25 điểm, là số điểm mà ban giám khảo đã dành cho các bạn. Tiếp buổi tiếp theo thì cả DD Team sẽ cố gắng thật tốt để chứng minh cho ban giám khảo và tất cả mọi người là chúng mình hoàn toàn có những cái thế mạnh và có những cái yếu tố đủ để cho ban giám khảo cảm thấy thuyết phục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với sàn đấu vũ đạo, và đây là một đạo cụ mà đội chơi tiếp theo họ đã bốc thăm phải, đó chính là nhạc cụ. Không biết là họ sẽ sử dụng nhạc cụ gì. Và ngay bây giờ trên sân khấu của chúng tôi, đó chính là Ngụy Thùy Linh và biên đạo Vịt Đen.
team Luôn Vui Tươi lần này đã bốc phải chủ đề đạo cụ là nhạc cụ. Tìm đã quyết định sử dụng một cái nhạc cụ mà không biết mọi người có đã nghe đến bao giờ chưa, nó là cái kèn ogi. Không biết mọi người biết cái đạo cụ đấy không? Không biết. Mới biết. Em mới biết đúng không? Thì cái nhạc cụ này nó xuất phát từ Ai Cập cổ đại và nó được những cái người gọi là thuần phục rắn thổi xong rồi thu phục cho con rắn. Thì bây giờ thì nó đã được phổ biến rất là nhiều ở những cái nước như ví dụ như Ấn Độ hay Ả Rập Xê Út. Em có chia sẻ với Vịt là tại vì em rất sợ rắn, em sợ rắn lắm, sợ kinh khủng luôn ý. Tim Luôn Vui Tươi cảm thấy nó giống như những cái tượng trưng, những cái khó khăn, những cái mà mình cần phải vượt qua. Thế nên là hình tượng Linh ở trong bài này sẽ là một người thu phục rắn, giống như là mình sẽ là người thử thách những cái khó khăn, những cái thu phục những khó khăn đấy để trưởng thành hơn. Kính đó, tự nhiên cái bài nó sang hẳn em ạ. Vòng đạo cụ mình sẽ phải tối ưu hóa cái việc sử dụng đạo cụ đó, nếu không thì nó sẽ không phải là vòng đạo cụ. Làm sao mà mình vừa diễn về cái đạo cụ đó nhưng mà nó vẫn tạo ra cái âm thanh phát ra từ cái đạo cụ đó. Đó là điều mà Tim Luôn Vui Tươi suy nghĩ rất là nhiều. Bản thân lúc mà chọn nhạc cũng phải chọn những cái đoạn mà nó tạo ra được bởi những cái tiếng kèn đó, nó phù hợp để mình có thể làm nổi bật cái đạo cụ đó nhất. Cái điểm nhấn trong cái bài này thì nó sẽ là một cái đoạn mà Liz dùng cái kèn đó để thu phục hai con rắn. Linh sẽ phải gọi là solo và dùng cái kèn đó kiểu như là không chỉ thổi mà còn phải múa uốn lượn rồi rử ra rử vào để thu phục hai con rắn đó. Thì đấy là cái đoạn key của cái bài này. Khó khăn nhất trong bài này đối với Linh đó là cái thần thái để mà thu phục được cái con rắn. Tại vì mình vừa phải nhảy, vừa phải lăn xả với những động tác trick này, xong rồi mình vừa phải giữ được thần thái này, rồi mình phải bắt theo nhịp nhạc, rồi còn phải kết hợp với cả cái đạo cụ. Nghĩ như trong đầu mình nhảy mình phải nhớ tất cả những điều đấy. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi vừa rồi. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với nhận xét từ giám khảo Minh Hằng đầu tiên đi ạ. Em, trong thời gian qua em làm cái gì? Là em tập luyện ạ. Yeah, thực sự quá là xứng đáng luôn em ơi. Tại vì
Những cái tập trước á là chị nói là xinh đẹp là em có, kỹ năng là em có, kỹ thuật biểu diễn trên sân khấu em cũng có, và cái năng lượng của một ngôi sao em cũng có. Nhưng mà chị vẫn thấy là em có thiếu cái gì đó mà chị không thể nào mà nói được. Thì ngày hôm nay thì hầu như mọi thứ nó được hoàn thiện rất là vững vàng và rất là vững chắc. Mỗi một cái động tác của em nhảy á là chị cảm thấy là nó chắc chắn là sẽ là như thế, và cho người ta thấy được là em rất là vững vàng khi ở trên sân khấu này. Chị không biết là có thể là tại vì do vịt đen ở dưới hay sao. Suốt bài diễn của em thì chị tìm, ủa vịt đen mất tiêu rồi ta, ủa nó mất tiêu rồi ta. Tôi nói ủa sao ổng không xuất hiện. Thì có thể là vịt đen đã ở dưới ủng hộ cho em, nên cái bài nhảy ngày hôm nay của em á, đúng là sorry vịt đen, là vịt đen dàn dựng rất là hay, rất là giỏi, nhưng mà chị bị thu hút bởi Linh. Đó là một lời khen rồi. Yeah. Tại vì rõ ràng là Việt Đen đi đội hình làm tổng quan cái bài rất là giỏi, rất là thông minh cho từng cái bố cục của bài, để làm cho người ta liên tưởng tới những con rắn rất là uốn éo, rất là ma mị. Nhưng mà chị bị thu hút bởi Linh, tại vì hôm nay ngày hôm nay em rất là xuất sắc. Với lại bộ đồ đẹp nữa. Yeah. Chọn đồ rất đẹp. Yeah. Nó cộng hưởng cho những cái động tác của em, những cái xoay hông thông minh quá. Rắn chúa đúng không? Đúng không anh? Dạ. Rắn chúa. Yes. Nhưng mà chị Minh Hằng hồi nãy hỏi cái câu là thời gian qua em làm gì con bé nó rén nhẹ nha. Con bé nó rén nhẹ một xíu nha. Một cú twist. Một cú twist. Những cái vòng trước thì chị Minh Hằng chưa tìm được cái điểm sáng ở em, nên là lần này em rất là muốn thể hiện, và nói chung là nhận về được những lời khen này em cảm thấy cũng rất là vui, và cảm thấy là cái khoảng thời gian mình luyện tập, mình tập trung nó bắt đầu có những cái kết quả tốt. Minh Hằng thu hút nhiều về Thùy Linh, biết sao? Vì Việt Đen. Ừ. Chính xác, vì Việt Đen. Vì cái team này luôn, nguyên cái ekip này luôn. Trang phục rất là đẹp, nhạc hay, cái cách mix nhạc cũng hay, logic thông minh, cái màn hình, cái visual, cái ánh sáng, cái cách biên đạo. Em cũng tính cái bước chuyển cho một cái nhóm đông như vậy, mấy cái chuyển nó rất là đội hình rất đẹp, đẹp, sạch sẽ, mượt. And then lúc mình di chuyển, bam, một cái đội hình rất là đẹp, ai cũng có một cái hít thở riêng. Nhưng mình cũng có cái đồng đều với nhau. Anh đã nói cái này với một nhóm năm trước, mà năm nay anh thấy là tụi em là tất cả. Tụi em có tất cả. Really. Cái nghệ thuật, cái vui vẻ, cái giải trí mà tụi em có, cái đó luôn. Một cái nữa là Việt Đen, em mang cái văn hóa ballroom culture. Em mang cái ballroom culture ở trên đây. Anh nghĩ chưa có nhiều người biết đến cái từ này mà anh để ý. I'm so proud of you. Đây không phải chỉ là Thùy Linh and Việt Đen, it's like cái nhà của hai bạn luôn. The house of Việt Đen and Thùy Linh. Cảm ơn anh Cho, xin mời Trọng Hiếu. Cái tổng thể của cái phần trình diễn của mọi người nó rất là tròn trịa. Việt Đen nắm được tất cả mọi thứ, không chỉ là cho những cái khoảnh khắc mà Liz có thể tỏa sáng được. Việt Đen cũng có thể quan sát, không quan cái gì, bao quát à? Bao quan. Bao quan, quan bao quát. Ừ, đừng hỏi mà anh. Việt Đen cũng... đừng hỏi anh. Mà Việt Đen cũng bao quát được là các bạn đằng sau làm những cái điều gì để cho nó không bị đơ hay là không bị thiếu. Vì cái tổng thể nó rất là ổn và rất là hay. Linh thì nhảy quá máu, quá siêu. Về khả năng là mình không cần bàn. Có thể một cái thôi là Hiếu lại chờ một cái khúc mà nó twist một tí. Trong cái bài này rất là nhiều cái reggaeton, cái dancehall beats. Hiếu mong là kiểu có thể là có một cái khúc mà rất là hip hop, mà rất là kiểu ngầu. Cái phần trình diễn này thì là đa số là những động tác rất là đẹp, rất là kiểu nữ tính và rất là sexy, rất là ngầu. Như thế là có thể là có một cái khúc mà ngầu đàn ông, ngầu tomboy hay gì đó, kiểu mạnh mẽ bây giờ cái này kia, để cho nó kiểu có một điểm nhấn, cho có cái highlight mà mọi người có thể nhớ được. Nhưng mà nói chung thì phần trình diễn của mọi người rất là oách luôn. Cái bài này thì mình sử dụng cái style dancehall và vocal, cái style của mình ấy. Thì nếu mà cho hip hop ở đây thì chưa được hợp lý lắm. Nên là nếu anh Hiếu muốn xem những vòng hip hop thì xem những vòng tiếp theo chắc chắn là Liz sẽ thể hiện rất nhiều những cái động tác hip hop. Khoan xí cho Hằng hỏi, sao hôm nay Việt Đen lại không biểu diễn? Thật ra là Em cho hả? Dạ không, em rất muốn luôn, nhưng mà vì biên đạo của em đi nước ngoài tận 1 tháng ạ. Và mới quay trở về với em cách đây khoảng 1 tuần thôi ha. Bỏ em đi tận 1 tháng mọi người ạ. Mà đi tập 1 tháng xong quay lại là anh thấy rất là phù hợp. Ủa tại sao? Trước lúc tham gia chương trình này thì em đã có một cái plan là sẽ đi học. Lúc đầu là em cũng không định tham gia, nhưng mà tại vì em biết Thùy Linh từ trước, và kiểu hai đứa rất là nói chuyện rất là hợp, nên là em quyết định là ok, mình đi học xong rồi mình sẽ vẫn dành thời gian để tham gia được cuộc thi. Và cuối cùng thì trộm vía mọi thứ là ok. Thực ra cái cú twist mà mọi người đang mong đợi là Thanh Duy thích cái chỗ mà dấp đĩa lúc mà thổi cái kèn á. Nâng lên được cái kèn thổi ra nó có vẻ như là không có được mượt mà tròn trịa. Nhưng đó là cái ý đồ của các bạn đúng không? Ngoài những cái kỹ thuật, những cái dàn dựa của các bạn còn thêm cái sự hài hước ở trong đó nữa.
Yeah, đúng. Là một cái nữa anh muốn nói là cũng đồng ý với Trần Hiếu về có thể là nếu mà mình có một cái twist hay cái gì đó, nhưng mà đối với anh cái bài này cũng không cần. Tại mọi thứ tụi em đã làm là tụi em đã làm ok, mọi thứ trước mặt mình là đơn giản thì mình lấy mấy cái đó và làm cái đơn giản cho nó hay, và tụi em đã elevate cái đó. Mình không cần phá khách, không cần cái gì luôn. Đó là sao anh nói tụi em là tất cả đó. Có thể là không có quá sáng tạo, nhưng cái sáng tạo nó nằm ở chỗ khác trong cái bài này. Cái chủ đề tuần này, đạo cụ, nhà cụ, anh cũng rất là hài lòng với cái khách tụi em đã sử dụng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đãi ban giám khảo và khán giả một nồi lẩu rắn rất ngon. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những nhận xét từ xin mời Hiếu Technic đi ạ. Qua mấy vòng đấu thì tới vòng này thì anh xem xong cái bài này của các bạn thì anh thấy lo quá, anh lo cho mấy đội khác quá. Lại trời ơi, hey, cũng twist dữ dội luôn á trời. Và cái mối, ơi, và cái mối lo thứ hai nữa là không biết là tuần tới nữa các bạn sẽ làm gì để thuyết phục mọi người đây. Đó, càng ngày các bạn đẩy cái mood nó lên cao quá, cái vibe nó lên càng cao quá, mà với một cái tiêu chuẩn nó càng ngày nó càng cao, chứng tỏ là Việt Đen là một biên đạo rất là khó tính. Thứ nhất là tất cả mọi thứ từ âm nhạc cho tới visual, cho tới nội dung của bài diễn, nó mix match với nhau, nó không có lệch, nó không có sai đi cái chỗ nào cả. Thứ hai là về cái độ chi tiết ở trong động tác á, nó rất là chi tiết vào trong cái điểm nhạc, nó y như là cuộn phim mà nó không thể nào mà nó khác đi được. Rồi cái bài trình diễn này nó đạt ở cái độ hoàn thiện nó rất là cao, cho nên thực sự là anh cảm thấy rất lo cho những lời khác là vậy. Nên là chúc mừng hai bạn. Cảm ơn Hiếu Technic. Xin mời nhà báo Trịnh Minh Quang, xin mời anh. Anh phải đồng ý với Trọng Hiếu. Với một khán giả bình thường thì có lẽ là mọi người cần những cái điểm nhấn nhiều hơn. Và anh có theo dõi em rất là nhiều ở trên mạng xã hội, và anh biết là khả năng của em còn kinh khủng khiếp hơn. Đối với anh thì cái bài nhảy ở phần thi K-pop là cái bài nhảy tốt hơn của em. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ đại diện truyền thông. Và lúc nãy thì trong phần nhận xét của giám khảo John Huy Trần thì cũng có nhắc là Việt Đen đã mang thể loại ballroom lên sân khấu của sàn đấu vũ đạo. Lúc đó thì Tuyền chưa được biết nhiều, cho nên là chắc là xin mời Việt Đen sẽ giới thiệu một chút xíu về cách các bạn đã mang cái hình thức này lên sân khấu sàn đấu vũ đạo để mọi người có thể hiểu hơn được không ạ? Việt Đen, em có thể show ví dụ năm cái chính của Vogue, năm cái kỹ thuật chính của Vogue cho nên như này đi. Chúng mình lên để Việt Đen dạy cho chúng mình đi. Sao già. Ok, chúng ta xin mời ban giám khảo. Thưa quý vị, trên sân khấu chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo John Huy Trường, giám khảo Minh Hằng và giám khảo Trọng Hiếu. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và chúng ta vừa thấy những cái động tác rất là đặc trưng trong văn hóa ballroom dance. Và cảm ơn một Việt Đen một lần nữa vì đã mang văn hóa này đến tất cả mọi người. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần chấm điểm từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Minh Hằng. 9.75. Xin mời giám khảo Trọng Hiếu. 9.5. Và cuối cùng giám khảo John Huy. Đó là 9.5 điểm. Một số điểm rất ấn tượng dành cho Việt Đen và Ngụy Thùy Linh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lần này em rất mong là được một con 10. Thế nên là dù nhận nhiều lời khen nhưng mà em vẫn kỳ vọng nhiều hơn và cảm thấy là mình phải cố gắng hơn nữa để có thể lấy được một con 10 của ban giám khảo. Nhiều con 10 của ban giám khảo càng tốt. Chúng ta đang quay trở lại với sàn đấu vũ đạo mùa giải thứ hai với tên gọi Best Dance Artist, và chủ đề của chúng ta đó chính là đạo cụ. Chúc mừng các đội chơi đã hoàn thành phần thi của mình. Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi đoạn video clip những hình ảnh ấn tượng. Đừng chơi, đừng chơi, đừng chơi, đừng chơi. Going back.
Vừa rồi là những hình ảnh ấn tượng với chủ đề đạo cụ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của hội đồng bình chọn quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần bình chọn. Xin các bạn hãy bình chọn cho 5 tiết mục mà các bạn yêu thích nhất theo thứ tự yêu thích nhất cho đến yêu thích thứ 5. Thời gian bình chọn bắt đầu. Cảm ơn phần bình chọn đến từ hội đồng bình chọn bao gồm đại diện truyền thông, đại diện biên đạo và các khán giả đang có mặt tại trường quay của sàn đấu vũ đạo mùa 2. Và thưa quý vị, trước khi cùng với chúng tôi đến với kết quả cuối cùng của vòng thử thách chủ đề đạo cụ, hãy nghỉ giải lao trong giây lát, chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang cùng gặp nhau tại sàn đấu vũ đạo mùa 2, vòng thử thách với chủ đề đạo cụ. Và một lần nữa, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho chính đội thi. Có một tin vui dành cho tất cả các đội chơi của chúng ta ngày hôm nay là sẽ không có đội nào bị loại khỏi cuộc thi. Tuy nhiên, đội chơi có số điểm cao nhất sẽ nhận được một đặc quyền, đó chính là sắp xếp thứ tự thi tiếp theo của các đội còn lại ở đêm thi kế tiếp. Đây là một lợi thế bởi vì các bạn cũng có thể dựa vào cái khả năng của từng đội và sắp xếp như thế nào đó để cho đội của mình có thể có một cái vị trí tốt, và những đội đối thủ có vị trí không tốt lắm thì mình cũng có thể lấy được lợi thế từ đó, đúng không ạ? Điểm của các bạn ngày hôm nay sẽ được tính dựa trên điểm đến từ giám khảo và điểm đến từ hội đồng bình chọn. Và chúng tôi xin phép sẽ bắt đầu đọc điểm số của từng đội theo thứ tự từ thấp đến cao. Và ngay bây giờ sẽ là điểm số của những đội đầu tiên. Xin mời anh Thanh Duy. Đứng ở vị trí thứ 9, tổng điểm các bạn có 8,23 điểm, và đó chính là đội Mai Ngô và Shin. Tổng điểm của các bạn là 8,25 và dừng chân ở vị trí thứ 8, đó chính là Kelly và DJ. Tiếp theo, đứng ở vị trí thứ 7, tổng cộng các bạn có 8,39 điểm, đó chính là Dennis Đặng và Quang Hiệp Kiên Cường. Tiếp theo, ở vị trí thứ 6, tổng điểm 8,59, đó là điểm số dành cho Dương Trung Bích và Hải Judy. Đứng ở vị trí thứ 5, tổng cộng các bạn có 9,17 điểm, và đó chính là đội của Minty và Kyo Haha. Tổng điểm dự thi 9,36. Ở vị trí thứ 4, đó chính là Adam Lâm và Thư Đình. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta chỉ còn 3 vị trí nữa. Ngay bây giờ sẽ là vị trí số 3, tổng cộng các bạn có 9,49 điểm, và đó là Nguyễn Thùy Linh và Vịnh Đen. Xin được chúc mừng. Như vậy thì chúng ta vẫn còn 2 vị trí cuối cùng, vị trí đầu tiên và vị trí thứ 2. Chúng ta vẫn còn 2 đội chưa biết được điểm số, đó chính là Cô Đi Nam Võ Đức Hùng và Mai Âm Nhạc Song Linh. Đây đều là những đội đã nhận được rất nhiều những lời khen và điểm số rất cao đến từ các thành viên trong ban giám khảo. Tuy nhiên, vẫn còn điểm số đến từ hội đồng bình chọn, và kết quả chúng tôi sẽ công bố ngay sau đây. Xin được nhắc lại là đội chơi có số điểm cao nhất sẽ nhận được một đặc quyền, đó chính là sắp xếp thứ tự thi của đêm thi tiếp theo. Và sau đây sẽ là điểm số dành cho đội ở vị trí thứ 2. Tổng điểm của đội vị trí thứ 2 là 9,77. Và đội chơi ở vị trí đầu tiên, tổng cộng các bạn có 9,92 điểm, một số điểm rất ấn tượng. Mai Âm Nhạc
Nguyễn Xuân Linh hay là cô đi Nam Võ và Đức Hùng ạ. Và thưa quý vị, ở vị trí thứ hai trong đêm thi thử thách với chủ đề đảo cụ với điểm số 9,77 đã thuộc về Mang Nhạc và Sông Linh. Có nghĩa là cô đi Nam Võ cùng Đức Hùng là đội chơi có số điểm cao nhất. Xin được chúc mừng cho các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Như vậy thì chúng ta đã tìm được thứ tự của các đội thi ở vòng thi đấu tiếp theo. Và ngay bây giờ Thanh Duy sẽ được bật mí chủ đề mà các bạn sẽ phải đối mặt với vòng thi tiếp theo. Đó chính là nhạc phim, điện ảnh. Đây chắc chắn sẽ là một mảnh đất màu mỡ để các bạn có thể khai thác được hết tất cả những nội lực, sức mạnh nội tại của chúng ta để có thể mang tới những phần trình diễn hết sức tuyệt vời dành cho quý vị khán giả, được không ạ? Và quý vị ơi, hãy nhớ 19:30 tối thứ bảy vào tuần sau. Thưa quý vị, sàn đấu vũ đạo mùa thứ hai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Xin chào và hẹn gặp lại. Dance. Bảo hiểm FWD và Ngân hàng Vietcombank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em lại được đứng chung với cả một người chị thủ vai chính trong Chị Em phần 2. Oh. 10 cũng là một cái thử thách rất là tuyệt vời trong sự nghiệp của em. Lại gặp lại ở một chương trình khác. Mê quá, đẹp trai quá. Sao đẹp trai được vậy ta? Tức thế nhở? Không nói là cái gì.